Vâng, câu chuyện đang khiến cho nhiều doanh nghiệp đau đầu hiện nay đó là về đội ngũ các nhân sự trẻ. Lao động Gen Z mang lại một làn gió mới, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong mọi công việc và kể cả môi trường làm việc cũng vậy. Tức là cứ 10 nhân sự Gen Z thì có tới 3 người kỳ vọng công ty sẽ cho phép làm việc tự do. Thế hệ lao động trẻ có đang đòi hỏi quá nhiều hay không? Vâng, ngày nay zombie không chỉ có trên phim ảnh nữa. Hình ảnh này xuất hiện cả ngoài đời thực để nói về nhiều người trẻ đang bị ma túy hủy hoại tại châu Phi. Số người nghiện gia tăng khiến cho nhiều quốc gia tại châu lục này phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế ngày hôm nay. Những kênh livestream bán hàng thu về hàng chục tỷ đồng đang đẩy trào lưu này lên cao và thịnh hành hơn bao giờ hết. Thực sự là đằng sau những kênh livestream đó là gì? Có đơn giản là để thành công được hay là đa phần sẽ là vỡ mộng? Đâu là hướng đi đúng cho nghề livestream bán hàng? Điểm tuần công nghệ sẽ có lời giải đáp đến quý vị. Hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều người đã sẵn sàng các kế hoạch để nghỉ ngơi, về thăm gia đình hay là tận hưởng những chuyến du lịch. Nghỉ lễ thì cũng là khoảng thời gian thích hợp mà cho những buổi liên hoan này, tụ tập và có thể là sẽ sử dụng nồng độ đồ uống có cồn nữa. Nhưng mà quý vị hãy nhớ rằng là đã uống rượu bia thì không lái xe. Vâng, mỗi người thì cũng tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Còn trong những ngày nghỉ lễ này thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ ra quân để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Và cụ thể là trong những ngày tới thì cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động 100% quân số điều tiết và phạt nghiêm các lỗi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn. Cảnh sát giao thông thành phố tập trung xử lý các nhóm vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như là vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, vi phạm quy định về tránh vượt. Hiện thì phòng cảnh sát giao thông đã đồng loạt ra quân phối hợp với công an địa phương tập trung điều tiết phân luồng tại các cửa ngõ ra vào thành phố, trên các tuyến đường huyết mạch, tại các điểm nóng như là sân bay, nhà ga, bến xe, bến phà, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân về quê đi chơi đón lễ được an toàn và thông suốt. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tỉnh Lâm Đồng dự kiến đón khoảng 200.000 lượt du khách. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Trong đó thì khách quốc tế ước đạt 8.000 lượt, tăng 60% so với cùng kỳ. Khách trong nước ước đạt 192.000 lượt, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Thành phố Đà Lạt vẫn là tâm điểm của kỳ nghỉ lễ kéo dài với lợi thế khí hậu mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn so với các địa phương khác. Theo khảo sát của trang booking.com, thì Đà Lạt là điểm đến được khách Việt yêu thích nhất cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng thu hút khoảng 340.000 du khách dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhất là khách quốc tế. Ngành du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội với chủ đề Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng, cũng như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đón khách. Nổi bật là chương trình khai trương mùa du lịch biển với chủ đề Sóng mùa hè kéo dài từ hôm qua cho đến ngày 1 tháng 5. Hay chương trình lễ hội bóng đá Việt Nam Brazil năm 2024 diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Giá chung cư tại Hà Nội thời gian qua tăng cao đột biến tới 38% nhưng lại có rất ít giao dịch trên thực tế, thông tin từ Bộ Xây dựng. Theo khảo sát thì giá bán trung bình một số dự án tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng từ 50 đến 70 triệu một mét vuông. Trong đó thì giá chung cư tại Hà Nội giao bán liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Có những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5 đến 10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế thì rất ít giao dịch thành công. Trước tình trạng trên thì Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra. Dự kiến là sau dịp nghỉ lễ thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ có báo cáo cụ thể. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là sẽ bước vào kỳ nghỉ hè dài ngày của học sinh. Thời gian này thì nhiều bậc phụ huynh sẽ có nhu cầu tìm hiểu những khóa học hè cho các con như là chạy hè tiếng Anh, nghệ thuật. Tuy nhiên thì các gia đình lo lắng là vì hiện nay không phải là chương trình chạy hè nào cũng đủ uy tín và đảm bảo an toàn cho con. Chính vì thế phụ huynh nên lựa chọn những đơn vị uy tín và có những địa chỉ rõ ràng để cho con có những trải nghiệm ngày hè thực sự ý nghĩa. Nhiều gia đình quan tâm đến các khóa chạy hè quân đội vì mong con có thể rèn được tính kỷ luật và tự giác trong cuộc sống, như là chương trình Chúng Em Là Phi Công của Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Trung đoàn Không quân 916 tổ chức. Chạy hè được thiết kế để phát triển kỹ năng quan trọng của học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi. Các em được rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh của một phi công, rèn luyện tinh thần đồng đội, sức khỏe và kỹ năng giao tiếp dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện là các cán bộ chiến sĩ trong quân đội. Sẽ có 4 khóa học kéo dài 1 tuần mỗi khóa, giai đoạn từ khoảng tháng 6 cho tới tháng 7 tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trước rất nhiều loại hình chạy hè, thời gian này thì các gia đình nên tìm hiểu thông tin, phải đáp ứng được tiêu chí về sở thích cá nhân của con mình, chất lượng bữa ăn, cơ sở vật chất và đặc biệt là an toàn của các con phải được các đơn vị tổ chức đặt lên hàng đầu. Thưa quý vị, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì môi trường làm việc linh hoạt vẫn được nhiều người lao động đặt lên hàng đầu, đặc biệt là các bạn trẻ. Bây giờ thì đây chính là một nhận định của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường lao động khi mà khảo sát mới đây cho thấy là cứ 10 nhân sự Gen Z thì có tới 3 người kỳ vọng là công ty sẽ cho phép làm việc linh hoạt. Nhiều bạn trẻ thì sẵn sàng nhảy việc nếu như không có chế độ này. Thực tế khiến không ít những doanh nghiệp đau đầu khi mà tuyển dụng và xây dựng một đội ngũ nhân sự trẻ. Chỉ trong 2 năm, bạn trẻ này đã chuyển việc tới 4 lần. Một trong những lý do chính là mong muốn tìm được môi trường làm việc linh hoạt. Trước thì là du lịch này, xong rồi sang khách sạn, bất động sản và có cả là về khóa học nữa, hoặc tiếng Anh nữa. Đối với mình ấy, về môi trường linh hoạt ấy, thì có thể là về thời gian này, hoặc là văn hóa doanh nghiệp, nó có thể linh hoạt, nó không bị cố quá là khắt khe, ví dụ như kiểu đồng phục này. Không chỉ về giờ giấc, trang phục, môi trường làm việc với các bạn trẻ còn phải là môi trường cởi mở, được làm việc riêng trong giờ, đề cao vai trò cá nhân. Không ít Gen Z đặt ra giới hạn thời gian làm việc tại nơi mới và sẵn sàng nhảy việc khi thấy không phù hợp. Lý do lớn nhất thì em nghĩ là do môi trường không hợp, do cách điều hành của cấp trên nữa. Em muốn là có một cái môi trường thật sự năng động để có thể mình được thỏa sức vùng vẫy trong đấy. Thời gian cứng nhắc rồi môi trường làm việc cũng cứng nhắc thì em nghĩ là em sẽ dành khoảng thời gian 3 tháng để tìm hiểu về môi trường đó. Và trong khoảng thời gian 3 tháng đấy, bên cạnh việc tìm hiểu về công ty hiện tại thì em cũng sẽ tìm hiểu về các công ty khác nữa. Theo khảo sát của Alphabet đưa ra năm trước, có tới 42% người đi làm đang trong trạng thái mệt mỏi, với tần suất stress từ thường xuyên đến rất thường xuyên. Nguyên nhân được thống kê gồm các yếu tố liên quan đến tài chính, gia đình, tính chất công việc, môi trường, điều kiện làm việc, quan hệ công sở. Vì vậy, ngày càng nhiều các bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm công việc linh hoạt để có thể cân bằng. Bằng tất cả lý do nào thì nó cũng sẽ tác động rất là mạnh mẽ tới cái sự gắn kết của nhân viên. Chúng ta cũng đang có xu hướng là đánh giá lại cái vai trò của công việc, những cái nhu cầu khác như là mối quan hệ gia đình, bạn bè, những cái sở thích cá nhân và đặc biệt là sức khỏe. Vì thế một cách tương đối, công việc nó sẽ trở nên nhỏ lại. Thực tế khảo sát 60.000 người lao động hiện nay, cứ 10 bạn trẻ Gen Z thì có tới 7 người sẽ cân nhắc công việc khác nếu công ty không có môi trường làm việc linh hoạt. Thực tế khiến không ít doanh nghiệp đau đầu khi các bạn nắm bắt công việc nhanh nhưng nghỉ việc cũng nhanh tương tự. Ít nhất là cũng phải làm 6 tháng đến 1 năm để có sự ổn định. Tuy nhiên là có những bạn khi mà vào làm 1-2 tháng các bạn lại có dự định riêng và các bạn lại nghỉ ngay lập tức. Và thật ra là nhiều khi các bạn nghỉ cũng sẽ không có thời gian để bàn giao lại công việc, thì đấy cũng là một cái khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Bản thân tôi ấy, khi mà tiếp nhận phỏng vấn một nhân viên ở bất cứ một vị trí nào đấy mà nhìn thấy trong CV của bạn ấy nhảy việc quá nhiều và đặc biệt là không có một công ty nào bạn ấy gắn bó lâu dài thì chắc chắn là từ phía mình cũng có những sự lăn tăn. Dù vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trẻ chất lượng tại các doanh nghiệp vẫn tương đối cao. Trên 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc linh hoạt hơn để có thêm tiếng nói chung, gia tăng sự gắn kết giữa nhân sự trẻ và nơi làm việc. Vâng, nhưng mà thành thật để mà nói thì bối cảnh bây giờ đã khác rất nhiều rồi so với ngày xưa khi mà mạng xã hội phát triển. Các bạn trẻ bây giờ thì có thể là có tới từ 2 cho đến 3 nguồn thu cùng một lúc. Vậy nên rất là khó để bắt các bạn ấy là phải cố định thời gian. Đương nhiên là các bạn ấy sẽ chọn những nơi mà có thể làm việc linh hoạt được rồi, phải không anh Cường? Vâng, tôi có đồng quan điểm với cả chị Hải Yến. Bởi vì là tôi thấy là các bạn trẻ bây giờ thậm chí là các bạn ấy có thể kiếm tiền vào ban đêm luôn. Đôi khi tôi thấy là các bạn ấy có thể livestream bán hàng tới 2-3 giờ sáng đấy ạ. Và thu nhập cũng ở mức khá nữa. Vâng, đó cũng chính là lý do mà livestream bán hàng ngày càng nở rộ. Kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, chỉ cần ở nhà. Thế nhưng thì mọi thứ có màu hồng như chúng ta nghĩ hay không thì không phải ai cũng có thể thành công ở lĩnh vực màu mỡ này. Và đó cũng chính là câu chuyện của một điểm tuần ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phiên livestream của chúng tôi ạ. Ngày hôm nay thì tôi chắc chắn rằng sẽ có một phiên livestream kỷ lục. Quý vị mua hàng thì hãy nhấn ngay vào giỏ hàng để nhận nhiều ưu đãi của chúng tôi nhé. Đặt đơn đi ạ, chốt deal đi ạ, chốt deal đi ạ. 10.000 đơn, 30.000 mắt xem rồi ạ, 82 tỷ. Một con số kỷ lục đến thời điểm hiện tại ạ, 82 tỷ. Xin chúc mừng anh, quá tuyệt vời. Một phiên livestream phá mọi kỷ lục, doanh thu 82 tỷ đồng. Anh cùng chúc mừng với chúng tôi, xin cảm ơn quý vị khán giả. 82 tỷ, 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 tỷ. Ủa? Sao không ai xem này? 82 tỷ của tôi đâu?
like 3-4 tiếng rồi, không có người xem 5-7 ngày nay rồi. Thôi dẹp. Quý vị thân mến, bán hàng online được ví như miếng bánh ngon nhưng lại không dễ có được. Với một người tự tin biết sử dụng các thiết bị công nghệ như tôi thì cũng không thể có nhiều mắt xem, lượt tương tác và chắc chắn cũng không thể bán được hàng. Và có lẽ thì tôi cũng không có duyên với nghề lắm. Đúng đấy anh Đức ạ. Không chỉ có một mình anh đâu mà có rất nhiều người ban đầu cũng cứ nghĩ là mình sắm các thiết bị. Họ cũng có một chút hiểu biết về công nghệ và thậm chí còn tổ chức cả một ekip. Nhưng mà có thể live stream từ ngày này qua ngày khác, mỗi phiên live stream kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ, không có nhiều người xem và cuối cùng thì cũng không bán được hàng. Và câu chuyện mà tôi kể cho anh ngay sau đây thì cũng là một câu chuyện như vậy. Quan tâm nhiều là em không có đơn, gần như không có đơn, không có mắt xem luôn. Cứ live chẳng tầm khoảng 2-3 tiếng nhưng mà không có người xem luôn. Không có kiến thức về nền tảng, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm. Đó là điều mà rất nhiều những người khi bước chân vào lĩnh vực live stream đã gặp phải, như chị Kiều và các bạn. Nhiều người vì thế đã bỏ cuộc, dù trước đó đã rất kỳ vọng vào nghề live stream bán hàng. Nếu như mà để đi một cái con đường dài, nó còn rất là nhiều thứ. Ví dụ như là về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng đi gọi là thương lượng với cả các bên nhãn hàng và về sản phẩm nó như thế nào. Và kỹ năng trả lời những comment tiêu cực hay những comment tích cực. Và gần như các bạn không có những kiến thức như thế vậy. Bất kể thời gian nào trong ngày thì những phiên live stream vẫn sáng đèn. Nhưng lượng người xem thì có hạn, nên cuộc chiến giành mắt xem, giành đơn hàng của khán giả vẫn vô cùng khốc liệt. Nhiều người cũng giống như tôi nhỉ anh Lê nhỉ? Như anh vừa đưa ra một ví dụ ấy thì tôi thấy cũng hợp lý đấy. Đa số thì đều không hiểu về nền tảng ấy. Live stream thì tự phát, không có chiến lược. Theo tôi được biết thì để mà có thể live stream được thì cần có những yếu tố khác nữa. Đúng không? Chính xác là như vậy. Bởi vì anh phải hiểu là như thế này, không chỉ chúng ta cứ dùng máy tính, dùng điện thoại rồi dùng máy quay chúng ta live stream lên là có thể đạt được hiệu quả. Đầu tiên thì anh sẽ phải hiểu là cách phân phối nội dung của nền tảng như thế nào để cái nội dung mà anh đưa lên trong phiên live stream bán hàng thì nó sẽ tiếp cận được với nhiều người xem. Và khi mà có nhiều người xem rồi thì anh lại phải có thêm kiến thức về marketing, kiến thức về bán hàng. Anh lại phải hiểu về sản phẩm của anh để giúp cho những người đang xem họ cảm thấy hứng thú, thấy hấp dẫn và họ đưa ra quyết định mua hàng của anh. Khi mà anh có 10.000 đơn rồi chẳng hạn thì chưa hết, anh cũng lại phải có thêm một chút kiến thức trong việc vận hành logistics, tức là làm thế nào để anh có thể chuyển được 10.000 đơn hàng này trong một ngày tới cho những khách hàng của mình. Việc này thì hoàn toàn không dễ, đúng không ạ? Và vì thế thì người ta sẽ phải tổ chức các cái lớp học để biết cách làm sao để live stream bán được hàng. Và thậm chí khi bán được hàng rồi, thị trường trong nước mà có bị chật trội quá thì người ta sẽ phải tìm cách bán hàng ra nước ngoài. Và như ở Trung Quốc hiện nay thì người ta thậm chí đang tổ chức các lớp làm sao để người bán hàng trong nước có thể bán hàng xuyên biên giới ra thị trường quốc tế. Sẵn sàng khoác lên người những món đồ có thể xa lạ với mình nhưng lại bán được cho người nước ngoài. Những người Trung Quốc này đang theo học tại một trường thương mại điện tử. Họ học cách biểu diễn trước camera của điện thoại thông minh để bán quần áo cho người ở nước ngoài qua TikTok. Khóa học này kéo dài 2 tuần về bán sản phẩm ra nước ngoài thông qua ứng dụng video ngắn. Chúng tôi dạy cho mọi người những sản phẩm nào đang bán chạy hơn và thị trường nào phù hợp hơn với giai đoạn kinh doanh hiện tại của họ. Các khóa học như tại trường thương mại điện tử này hỗ trợ người học mọi thứ, từ kiến thức cơ bản về tạo tài khoản TikTok cho đến xử lý dữ liệu vận chuyển hàng và phân tích dữ liệu bán hàng. Lệ phí bắt đầu ở mức khoảng 9.000 nhân dân tệ, tức là 31,5 triệu đồng cho một khóa học 6 ngày. Các nhà tổ chức khóa học TikTok cũng không hề tỏ ra bối rối trước viễn cảnh TikTok bị cấm tại Mỹ. Học viên của chúng tôi không chỉ bán hàng cho thị trường Mỹ, đặc biệt khi bạn đóng vai trò là nhà cung cấp, xu hướng TikTok tại Đông Nam Á hiện nay cũng rất tốt. Năm ngoái chúng tôi có một học viên hiện đã đạt doanh thu cao nhất ở Singapore. Tôi biết rằng với nhiều người có ảnh hưởng hàng đầu trên TikTok ở Mỹ, một đoạn video dài 10 giây có thể mang lại cho họ lợi nhuận tương đương với giá của một căn biệt thự. Chúng tôi chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp hàng hóa cho thị trường của họ. Tôi không nghĩ chúng tôi cần phải lo lắng quá nhiều, vì những người có ảnh hưởng trên TikTok ở Mỹ còn lo lắng hơn, vì họ có thể mất khả năng kiếm tiền trên TikTok. Cũng kỳ công nhỉ anh Lê nhỉ? Tôi nghĩ là mình phải mất một thời gian khá là dài để có thể làm tốt cái bộ môn này đấy. Và trong thời gian tới thì tôi nghĩ là tôi đặt chỉ tiêu cho mình là nửa năm, một năm hoặc là hai năm nữa tôi sẽ có những phiên live 100 tỷ chẳng hạn. Bởi vì muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, chịu những cảm giác không ai chịu được mà, đúng không ạ? Thế thì anh cũng lại chưa biết hết rồi. Bởi vì là để mà lên được cái vị trí mà không ai chịu được thì mình lại còn phải tính đến một yếu tố nữa là mình ngồi được ở vị trí đấy trong bao lâu.
Anh không biết là có rất nhiều người cũng đã có những kênh YouTube, TikTok, Facebook, hàng triệu người theo dõi, có những phiên livestream hàng trăm ngàn người xem. Thế nhưng nếu không thận trọng, nếu không biết cách giữ cho cái tài khoản của mình thì thậm chí có thể sau một đêm anh tỉnh dậy và không tìm thấy cái tài khoản của mình đâu nữa. Tôi thấy các anh này chưa có kinh nghiệm. Như tôi này, tôi dùng toàn đồ Apple thôi, iMac, iPad, MacBook. Đã bao giờ bị virus đâu, cũng chưa bao giờ bị hack luôn. Thế thì anh lại hơi chủ quan quá anh Đức ạ. Bởi vì là thế này, tôi phải nói cho anh biết là đồng ý là trước đây chúng ta đều nghĩ là đồ Apple thì rất là an toàn. Nhưng mà thực tế là thời điểm đấy là vì những người dùng Apple vẫn còn ít so với những người dùng máy tính Windows, cho nên là hacker chưa chú ý lắm. Nhưng bây giờ anh thấy là mọi người, rất là đông người đã sử dụng rồi và hacker cũng đã chú ý tới những cái người dùng các cái thiết bị này. Và mới đây thì thậm chí chính Apple cũng phải công bố là họ có những lỗ hổng mà hacker có thể can thiệp và chiếm quyền điều khiển điện thoại iPhone của anh. Và mới đây thì nhiều hacker cũng đã tung ra những cái mã độc ransomware với cái mong muốn là sẽ tấn công vào những người dùng sản phẩm Apple giống như anh. Các thành viên của Chống Lừa Đảo, dự án chuyên tập hợp những chuyên gia an ninh mạng để ngăn chặn các trang web độc hại, lừa đảo cho biết họ vừa được báo cáo về một trường hợp lừa đảo qua mã độc. Cụ thể, nhóm lừa đảo này đã tấn công Facebook bạn của nạn nhân rồi dùng tài khoản này để nói chuyện với nạn nhân. Sau đó, gửi cho nạn nhân đường link để tải về một ứng dụng giả mạo. Mã độc từ ứng dụng giả mạo này xâm nhập vào điện thoại, chiếm quyền kiểm soát ngầm từ xa rồi rút đi 90 triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân. App này sẽ thu thập toàn bộ thông tin của nạn nhân trên thiết bị điện thoại, bao gồm cả họ tên, địa chỉ, số điện thoại, rồi thông tin tài khoản ngân hàng, rồi những truy cập vào hình ảnh. Kẻ xấu thì nó sẽ lợi dụng vào thứ bảy chủ nhật, nó sẽ tấn công vào nạn nhân, rút toàn bộ tiền. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, các chuyên gia của dự án chống lừa đảo nhận định đây là mã độc WannaBeCat, loại mã độc vừa xuất hiện vài tháng nay, với đối tượng hướng đến là những người dùng iPhone. Đây là loại mã độc đầu tiên trên hệ điều hành iOS của điện thoại iPhone, được các đối tượng lừa đảo dùng để đánh cắp thông tin về sinh trắc học của người dùng. Theo các chuyên gia, có một số dấu hiệu có thể phần nào nhận biết điện thoại bị nhiễm mã độc WannaBeCat như dữ liệu mạng 3G, 4G tăng cao bất thường, pin điện thoại màu hết, nhiệt độ của máy nóng hơn bình thường. Để ngăn ngừa sự tấn công của loại mã độc này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên cài bất cứ ứng dụng lạ từ những đường link được gửi qua tin nhắn hay từ các nền tảng mạng xã hội. Thế thì khó nhỉ? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Hay thôi tôi về tôi bán hàng truyền thống. Bán hàng truyền thống cũng đơn giản thôi mà thôi là cũng đỡ gặp những cái phiền toái trong cuộc sống như thế. Và kiếm tiền qua ngày. Thì kiếm tiền qua ngày thôi. Bây giờ chứ hiện đại chứ hại điện lắm. Tôi nghĩ là anh như thế là lại nhanh chùn bước quá. Thanh niên 4.0 mà lại không dùng công nghệ. Bây giờ nếu như anh ra chợ truyền thống, anh cũng sẽ thấy là vẫn có những người bán rất đắt hàng. Và có những người thì ngồi cả buổi, không có khách nào tìm đến. Mà vì cuộc sao? Sống bây giờ thì không thể không dùng công nghệ được. Anh sẽ thấy là các bà ngoài chợ cũng đã biết dùng mã QR để thanh toán số, đúng không ạ? Và thậm chí là ở nhiều khu chợ bây giờ anh thấy là chợ truyền thống cũng bắt đầu phải livestream để bán hàng online, chứ không thể chờ đợi khách đến được nữa. Chưa bao giờ sức ép phải thay đổi của bán lẻ truyền thống thể hiện rõ như hiện nay, trái ngược với cảnh ế ẩm điều hiu tại chợ truyền thống. Làm sao hả? Chốt đơn! Là sự sôi động tấp nập bán buôn khi tiểu thương áp dụng các phương thức bán hàng trực tuyến. 77 phiên bán hàng trực tiếp livestream với sự tham gia của lực lượng người có ảnh hưởng trên mạng vào giữa tháng 12 vừa qua tại chợ Bến Thành đã giúp bán được 18.200 đơn hàng, thu về hơn 4 tỷ đồng cho các tiểu thương. Điều này thể hiện người dùng Việt Nam đang mua sắm trên các nền tảng mạng xã hội giải trí nhiều hơn trước. Theo giới kinh doanh, thuật toán của nền tảng ưu tiên hiển thị cho các nội dung livestream của người có ảnh hưởng, buộc các nhà bán hàng cũng phải thay đổi liên tục để thích ứng. Đấy, anh thấy không? Người Việt Nam thì rất đam mê công nghệ, từ người già cho tới trẻ nhỏ, và từ những người trẻ như chúng ta cho tới các cái bà nội trợ, những người bán hàng ở trong chợ cũng đều rất là đam mê về công nghệ. Đó cũng chính là lý do mà anh thấy là trong tháng vừa rồi thì cũng có rất nhiều những tên tuổi lớn hàng đầu trên thế giới về công nghệ đã tìm đến Việt Nam, từ CEO của Apple cho tới tập đoàn Nvidia thì cũng đã đến đất nước chúng ta để tìm kiếm những cái cơ hội hợp tác mới. Vẫn biết là như thế, nhưng mà anh thấy đấy, bây giờ tôi làm thử rồi, đâu có kết quả gì đâu. Bây giờ thế thì anh có một lời khuyên nào cho tôi không ạ? Vâng, và tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ cần phải tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia. Trước hết là làm thế nào để anh có thể lên mạng một cách hiệu quả. Nhưng bên cạnh đó thì cũng phải làm sao để cho nó an toàn, đúng không ạ? Kiếm được tiền từ mạng rồi cũng phải bảo vệ túi tiền của mình một cách chặt chẽ hơn. Năm nay thì các cái vụ tấn công lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp tục gia tăng. Và nó sẽ kiểm soát cái thiết bị của nạn nhân, đồng thời lấy cắp các thông tin cũng như là có thể là lấy trộm các cái thông tin về tài khoản của ngân hàng. Tất cả các cái ứng dụng chúng ta chỉ nên cài trên các cái chợ ứng dụng chính thống.
Còn nếu chúng ta nhận được một cái đường link, một cái ứng dụng mà gửi qua cái đường link, thì rất nhiều khả năng đây là một cái ứng dụng lừa đảo và các cái đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại của chúng ta, lấy những cái thông tin nhạy cảm và thậm chí là chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản. Và tôi bớt lo hơn rồi đấy, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong thời gian tới. Cảm ơn anh Lê vì đã có những cái mẹo mẹo nhỏ nhỏ giúp tôi ngày hôm nay. Khi mà thấy anh Minh Đức có lại được sự tự tin của mình thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả một câu chuyện mà anh bạn của tôi đã post lên Facebook trong những ngày vừa qua như thế này. Tại sao chúng ta lại phải băn khoăn rằng chúng ta có 20 hay 30 người đang xem livestream bán hàng của mình là một livestream kém hiệu quả, khi mà ở cửa hàng truyền thống chỉ cần có 2 hay 3 người vào xem đã được coi là đông khách. Quý vị cũng đừng quá bận tâm về việc chúng ta đang có rất ít người xem livestream hay là chúng ta đang có hàng ngàn người xem livestream, bởi vì điều quan trọng là trong số những người đó, ai sẽ bị thuyết phục bởi chúng ta, bởi cách nói chuyện của chúng ta và bởi món hàng mà chúng ta đang bán. Chỉ cần quý vị đầu tư cho bản thân, biết cách làm sao để kể chuyện với người dùng một cách thực sự gần gũi, và quan trọng hơn cả là hãy kinh doanh những món hàng thực sự có ích, thực sự có chất lượng, chắc chắn quý vị sẽ đạt được kết quả. Và đến bây giờ thì tôi cũng đã tự tin hơn rất nhiều rồi. Tôi hy vọng quý vị khán giả cũng như vậy. Tôi có một thông điệp như này là hãy tự tin làm chủ những thiết bị công nghệ xung quanh mình. Thưa quý vị, một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã xảy ra sau bữa trưa tại một trường học ở thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi của Nhật Bản, khiến cho hàng trăm học sinh và nhiều người khác bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo ban giám hiệu nhà trường, thì 337 học sinh đã bị đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa sau khi uống sữa, nhưng không trường hợp nào có những diễn biến nghiêm trọng. Theo công ty Morinaga, các sản phẩm sữa nói trên thì do công ty con của hãng này sản xuất và cung cấp cho 258 trường học trong tỉnh. Lô sữa này thì hiện đã được dừng lưu hành để phục vụ công tác điều tra. Công ty này cho biết là hiện thì không phát hiện bất cứ một dấu vấn đề nào về an toàn thực phẩm trong sản phẩm mà các trường trả lại, cũng như là trong các mẫu lưu để kiểm tra. Công ty đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng về sự cố này và đồng thời là cam kết sẽ điều tra nguyên nhân của vụ việc. Còn tại Mỹ thì khoảng 20% mẫu sữa thương mại của nước này cho kết quả là dương tính với virus gây bệnh cúm gia cầm, trong đó thì phần lớn là tại khu vực có đàn gia súc mắc bệnh. Theo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA thì hiện không có bằng chứng nào cho thấy là những mẫu sữa nói trên có nguy cơ gây bệnh cho người dùng hoặc tiềm ẩn virus sống. Theo cơ quan này thì việc tiến hành xét nghiệm bổ sung là cần thiết để xác định xem mầm bệnh còn nguyên vẹn và có khả năng lây nhiễm hay không. Hồi đầu tuần này thì FDA cho biết là sữa vẫn an toàn đối với người dùng nếu như được đun nóng đến một nhiệt độ nhất định, do quá trình này giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus có hại. Hiện 8 bang tại Mỹ đã xác nhận các trường hợp mắc cúm gia cầm ở 33 đàn bò sữa. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 4 tuyên bố là ông sẵn sàng tham gia một cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù là không nêu rõ thời gian cụ thể. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Biden về việc sẵn sàng đối đầu với đối thủ bên Đảng Cộng Hòa trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 tới. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết là ông vẫn chưa rõ các cuộc tranh luận sẽ diễn ra theo hình thức nào và để ngỏ khả năng là ba cuộc tranh luận thường được truyền hình trực tiếp theo cách truyền thống để có thể diễn ra dưới hình thức khác trong năm nay. Phản ứng sau tuyên bố trên của Tổng thống Biden thì ông Trump ngỏ ý rằng là hai bên có thể tranh luận luôn tại Michigan trong cuộc vận động tranh cử vào tuần tới, hoặc thậm chí là có thể sớm hơn là tại thành phố New York, nơi mà cả hai đều đang có mặt trong ngày 26 tháng 4. Chính quyền Tây Ban Nha đã thu giữ 25 tấn cần sa trị giá gần 50 triệu đô la Mỹ được giấu trong một chiếc xe tải từ Maroc đến Algeciras, phía nam của Tây Ban Nha. Số cần sa này được giấu trong 22 thùng gỗ. Giấy tờ nhập cảng được tài xế đưa ra khai là một chuyến xe chở theo xe ô tô. Đây là vụ thu giữ cần sa lớn nhất được tìm thấy trong một chiếc xe ở Tây Ban Nha kể từ năm 2015. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải để phục vụ điều tra. Tây Ban Nha là một trong những cửa ngõ chính đưa các loại ma túy và chất hướng thần vào châu Âu. Các chất cấm chủ yếu là từ châu Mỹ Latin và thông qua Maroc. Có thể phải mất 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ sau cuộc xung đột ở dải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Lord Hamer, quan chức cấp cao cơ quan hành động bom mìn của Liên Hợp Quốc, cho biết cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã để lại đống đổ nát ước tính 37 triệu tấn ở Gaza. Hiện vẫn chưa thể xác định con số chính xác vật liệu chưa nổ còn sót lại ở vùng lãnh thổ này.